Đây là khu chợ tự phát, có lẽ hình thành từ khi cụm dân cư xóm chài ven biển Gành Hào, Đông Hải này hình thành. Dân địa phương gọi là chợ ruồi bởi họ nhóm rất nhanh, bán cũng rất nhanh, không cần che lều bạc. Thoáng thấy đó, rồi dẹp đi lúc nào không hay. Mỗi ngày, lúc ghe cá về, gia đình các chủ ghe sẽ trải tấm bạc ven đường, đổ cá ra chọn lựa, phân loại. Khách hàng thu mua sẽ chọn mua các loại tôm cá bán chợ. Số còn lại sẽ làm cá phân, do thương lái khác mua vì cá không thể để lâu dưới trời nắng được. Có khi gặp may, họ đánh bắt được nhiều con sam biển đầy trứng như thế này, giá từ 250 đến 300 ngàn một con. Chọn lựa và bán xong trong vòng vài 10 phút là họ cuốn bạc, dọn sạch sẽ, chờ chuyến đánh cá buổi chiều, lại trải ra phân loại bán tiếp. Theo chỉ dẫn của bà con, chúng tôi đi theo con đường nhỏ nhưng dòng do dẫn ra biển. Nhiều người đang gánh cá vào, nghĩa là chúng tôi đến đúng vào lúc các ghe cá về. Bãi biển này chỉ cách xóm biển khoảng 300 mét nên khá thuận tiện cho bà con mưu sinh. Hơn chục chiếc ghe phải đậu hơi xa bờ vì thủy triều chưa lớn, họ phải gánh cá vào hơi xa, khá vất vả. Còn anh Nguyễn Văn Ca, nhà có ghe đi biển cũng cho biết, mùa này là mùa đánh bắt, nhưng hôm nay anh thu được ít hơn mọi ngày. Nhóm của bãi này có hơn chục chiếc ghe, nhưng ai cũng cho là thớt, không được nhiều cá tôm như vài hôm trước. Ghe đánh bắt gần bờ ở Đông Hải này hầu hết là ngư dân nghèo. Họ không có vốn để đóng tàu lớn, nên chỉ có những chiếc ghe nhỏ tìm cá cách bờ chỉ vài cây số. Những chiếc ghe mỏng manh này cố gắng lắm chỉ có thu nhập khoảng 1-2 triệu đồng một ngày. Còn bình thường khoảng vài trăm ngàn đủ chi phí dầu, thuê người gánh tiếp. Còn lại chi tiêu gia đình trong những tháng mưa bão là vừa đủ. Họ chỉ mong có vậy vì không thể làm giàu hơn nữa với những chiếc thuyền con này. Đã xong chuyến biển sáng, bây giờ họ lại đưa nước đá xuống chuẩn bị cho chuyến biển chiều. Theo bà con ngư dân thì có 7-8 bến từ ấp Bình Điền kéo dài đến thị trấn Gành Hào như vậy, sẽ có gần 100 chiếc ghe chuyên đi đánh gần bờ, nuôi sống hàng trăm hộ gia đình. Vậy mới thấy biển bồi phù sa này cần thiết trong cuộc sống dân nghèo thế nào. Cách vài trăm mét về phía thị trấn Gành Hào là những quầy nhỏ bán hải sản tươi sống. Cũng là những gia đình có ghe đi đánh bắt, nhưng người nhà bán luôn cả ngày. Cứ có ghe về là họ chọn mua thêm để bán trong ngày. Đây là những sản vật đánh bắt mang về từ phía bãi thứ hai trong số các bãi chúng tôi đã đến. Dù chỉ đánh bắt gần bờ, không có cá lớn giá trị cao, nhưng cũng đáp ứng một phần thực phẩm cho người nghèo, hay số còn lại bán cá phân cũng đủ nuôi sống gia đình. Còn chợ ven đường, với địa phương, chắc chắn đây là chợ nhóm tự phát, theo kiểu tự sản, tự tiêu, nên cần lưu ý hướng dẫn cho bà con nhóm bán cách xa lộ xe để tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Tự bán sản phẩm của mình đánh bắt với giá rẻ là điều nên khuyến khích, nhưng cần phải giữ an toàn cho chính mình và cho người mua. Mong bà con lưu ý, dù cho chợ chỉ họp trong vài chục phút rồi tan.